Để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn tổng thể và sâu sắc hơn về mảng đề tài phim tài liệu, kính mời quý vị và các bạn đến với không gian văn hóa Heritage Space tại tòa nhà Dolphin Plaza vào 20 giờ thứ bảy ngày 16 tháng 8 năm 2014 để cùng thưởng thức bộ phim tài liệu mang tựa đề Thập niên 80 trong tương lai của nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Trần Văn Thủy. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Đêm chiếu phim mang tựa đề Thập niên 80 trong tôi là của nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Trần Văn Thủy sẽ được truyền tải trong bộ phim tài liệu Chuyện tử tế và phần giao lưu chia sẻ về cuốn sách Chuyện nghề của Thủy. Bộ phim Chuyện tử tế là một bộ phim tài liệu Việt Nam của đạo diễn Trần Văn Thủy. Tác phẩm được sản xuất năm 1985 nhưng bị cấm cho tới năm 1987 mới được công chiếu rộng rãi. Được coi là phần 2 của bộ phim tài liệu gây tiếng vang mang tên Hà Nội trong mắt ai. Chuyện tử tế tiếp tục là một tác phẩm phản ánh những suy nghĩ của nghệ sĩ Trần Văn Thủy về cuộc sống xã hội, thời bao cấp. Bộ phim khắc họa hình ảnh của những người dân nghèo khổ trong xã hội để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi thế nào là sự tử tế. Được một số báo chí quốc tế ví như quả bom đến từ Việt Nam nổ tung ở thành phố Leipzig và đánh giá là một trong những phim hay nhất trên thế giới. Chuyện tử tế đã được nhiều đài truyền hình nước ngoài mua bản quyền để phát lại sau khi được công chiếu rộng rãi tại Việt Nam. Chuyện tử tế cùng Hà Nội trong mắt ai được đánh giá là có giá trị nghệ thuật cao, mang tính đột phá trong thể loại phim tài liệu Việt Nam và chứng tỏ sự dũng cảm tuyệt vời của những nhà làm phim trong việc phản ảnh hiện thực xã hội và suy nghĩ của người dân. Câu chuyện cũng góp phần làm thay đổi cách suy nghĩ của một số Việt Kiều về hình ảnh đất nước này đã có những thay đổi. Cuốn sách Chuyện nghề của Thủy là cuốn sách được xuất bản năm 2013 của Lê Thanh Dũng và Trần Văn Thủy, là nơi ghi lại hành trình đến với nghề, làm nghề đầy ly kỳ cũng như không kém phần gian truân của nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Trần Văn Thủy. Cuốn sách như một bộ phim tài liệu sống động đầy màu sắc về ông. Mọi bí mật về nghề đều được Trần Văn Thủy giải bày tâm sự trong cuốn sách này. Kính thưa quý vị và các bạn, vào 10 giờ thứ Bảy ngày 16 tháng 8 năm 2014, tại không gian văn hóa Heritage Space mở chương trình sự kiện Sen Group mở bán căn hộ tại Dolphin Plaza. Sự kiện này với mục đích để chia sẻ với quý khách hàng những thông tin và tình hình bất động sản và nhu cầu nhà ở của quý khách hàng, qua đó giới thiệu tới quý khách hàng về tình hình mở bán căn hộ tại Dolphin Plaza với hy vọng Dolphin Plaza sẽ là điểm lựa chọn tốt nhất của quý khách hàng, là tổ ấm, là nơi thư giãn của quý khách hàng sau những ngày làm việc căng thẳng. Chúng tôi, ban quản lý tòa nhà PMC hân hạnh được đón chào quý khách trở thành cư dân của tòa nhà và cam kết mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình bản tin Heritage của tòa nhà Dolphin Plaza. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo.